Nào, mời bố với các con. Nhưng mà trước hết là mẹ phải nhờ bố với các con ủng hộ mẹ một chút. Bởi vì hôm nay vui quá nên mẹ đi chợ hơi quá tay. Ngân cố luôn. Con ủng hộ đĩa này. Đức Anh phải ăn nhiều đấy. Vâng, con ăn hết luôn. Mà con không nghĩ là hôm nay bố về sớm thế nữa. Tại vì bình thường mà từ Phú Thọ về cũng phải mất 2 tiếng. Bố nghỉ hội thảo sớm. Mà việc gì thì việc. Niềm vui của gia đình là phải trên hết. Đúng không? Bố nói chí lý. Từ ngày con về nhà, có khi hôm nay là bữa ăn đông đủ đầu tiên của nhà mình ấy nhở? Phải nói là từ lúc chị đi, đây mới là bữa đầu tiên đầy đủ. Đúng đấy. Chị là tội to nhất đấy. Mày ý, mày là chuyên gia gây sóng gió của gia đình này đấy. Đã nói chuyện đủ cơ mà. Thế thì em là đồng minh đấy. Hôm nay có đông đủ cả nhà. Bố, mẹ, cho con. Thôi. Hôm nay là bữa cơm của niềm vui và hạnh phúc. Thống nhất là không nhắc lại chuyện cũ nữa. Đồng ý không? Không nhắc đến chuyện cũ nữa nhá. Con cảm ơn bố mẹ ạ. Và sau ngày hôm nay thì mẹ mong là cả nhà mình mỗi ngày sẽ cùng với nhau ăn ít nhất một bữa, để mọi người được nhìn thấy nhau. Thì cho con phát biểu nốt cái này thôi. Thì thời gian qua thì vợ chồng bọn con cũng trải qua nhiều sóng gió. Bọn con muốn cảm ơn bố mẹ vì lúc nào cũng vun vén và ủng hộ cho tình cảm của bọn con. Và nhất là chịu đựng bọn con. Thôi thôi, đã bảo không nhắc chuyện cũ mà. Nên nói thế thôi, không nói nữa. Thế rồi. Qua cơn bi kịch tới hồi Thái Lai, chúc mừng cho cả nhà mình đã vượt qua rất nhiều sóng gió để được hạnh phúc với nhau. Đặc biệt là chúc mừng cho Hân và Đức Anh. Sắp tới, các con sẽ ở một vai trò mới. Rồi lúc đó các con sẽ hiểu tấm lòng cũng như là sự vất vả của những người làm cha làm mẹ. Phải không nào? Và qua thử thách hết rồi, bây giờ gia đình mình chỉ còn niềm vui thôi nhá. Con là con không chắc sẽ làm bố mẹ vui hết đâu nhá. Không sao, chỉ có con ở nhà là bố mẹ đã vui lắm rồi. Đúng rồi. Này bố. Bố phải cảm ơn mẹ đi. Vợ bố ấy là vất vả nhất trong gia đình này đấy. Biết rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn người giữ lửa cho gia đình. Nhưng mà này, thỉnh thoảng lửa hơi quá. Nhưng mà cũng may là chưa bao giờ tắt, có phải không nào? Với mẹ thì chỉ cần bữa cơm đông đủ, đấy là điều hạnh phúc nhất. Mẹ chỉ cần thế thôi. Rồi, cả nhà ăn đi chứ. Cả nhà ăn cơm đi. Con mời bố mẹ. Con mời bố mẹ ạ. Nếu mà con không thích ăn cái món gì thì cứ nói trước để mẹ đi chợ mẹ không mua nữa nhá. Không sao đâu, con ăn đơn giản lắm ạ. Ngon. Ngon quá mẹ ơi. Đức Anh này. Dạ. Từ nay trở đi, chịu khó về sớm, đỡ đần cho vợ nhá chưa? Dạ. Chuối đậu.